Các bạn hãy tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tay cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc bên em, quý khách hàng của các bạn có một ngày đầy năng lượng và nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn đầy tiếng cười. Thì ngày hôm nay, ngày cũng rất là đẹp trời. Mình muốn mang đến cho anh em, quý khách hàng thưởng thức một em mẫu xe ben nhỏ nhắn xinh xắn với thương hiệu là Suzuki. Em này sản xuất 2003, niên hạn sử dụng đến 2028 nha, còn khoảng 7 năm hơn. Thì xe này với tải trọng chở hàng hóa là 450 kg, khối lượng toàn bộ là 1,4 tấn, khối lượng bản thân là 870 kg. Nói chung là dòng xe 500 kg của Suzuki anh em, đầu gọn xinh xắn. Đây là cái thùng ben với hệ thống ti ben thủy lực, năng hạ ben rất là dễ dàng và rất là êm ái luôn. Xe này đã được chủ cũ sơn phết, làm lại hết mọi thứ về cabin, thùng bọng, khung saxi, khung gầm. Nói chung là chủ cũ làm lại hết rồi anh em, nó sơn lại và làm lại hết rồi, cho nên xe nhìn còn rất là mượt và rất là đẹp. Đó. Thì một chiếc xe ben rất là gọn gàng xinh xắn với thương hiệu là Suzuki, nó sơn màu xanh dương đậm như thế này nè, nó đang hạ ben lên cũng như nâng lên xuống rất là nhẹ nhàng và êm ái luôn anh em. Đấy, xe rất là gọn và xinh xắn, một cái xe ben của Suzuki, ô tô tải tự đổ. Thì con xe này thùng bọng thì nó bằng sắt và toàn bộ sắt rất là dày và cứng cáp luôn. Đó, đường kính của cái vỏ lớp là 12 inch, đường kính mâm là 12 inch, vỏ 5 inch nha anh em. Bánh cũng rất là lớn, khung gầm rất là cao, mọi thứ trên xe đều rất là ổn định, nội thất rất là đẹp luôn anh em. Nói chung là mọi thứ đều rất là ổn, ghế hai chỗ ngồi bọc da rất là sang trọng, kính quay tay thôi, đơn giản thôi. Suzuki thường hướng về mẫu mã thiết kế xe rất là đơn giản, ít cầu kỳ, cho nên nói chung là nồi đồng cối đá nè, dễ xài dễ sửa. Suzuki mà xe tải nhẹ nhỏ gọn xinh xắn như thế này là dễ xài dễ sửa, nồi đồng cối đá. Và đây là khối động cơ của em đó, máy xăng với dung tích xi lanh là 1 lít nè. Công suất đạt 44 kW từ một tua 5.600 đến 5.300 nè. Máy xăng nha, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nói chung là máy xăng rất là im ái, chạy rất là im luôn nè, và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Xe không đổ hơ nha. Nói chung là máy móc, cabin, thùng bọng, mọi thứ đều làm lại hết rồi nè. Xe này mua về chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm nha. Nói chung mọi thứ được chủ cũ làm lại hết rồi. Những cái mẫu xe gọn và xinh xắn như thế này, khi đến đây xem xe trải nghiệm lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ mục đích kinh doanh, vận tải, vận chuyển hàng hóa của anh em, quý hàng của các bạn. Suzuki Ben với giá chỉ khoảng 65 triệu, có thương lượng cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm một xe bên mình. Anh em khi đến đây xem xe trải nghiệm và lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ mục đích kinh doanh, vận tải, vận chuyển hàng hóa của anh em, quý hàng của các bạn. Đấy, mọi thứ đều còn rất là im dịu với mẫu xe này. Lớp gai cũng còn rất là cao này nè, chủ cũ mới thay nguyên bộ dàn lớp, 4 quả lớp, nhìn gai rất là cao luôn. Nói chung mọi thứ đều rất là ổn và rất là tuyệt vời với mẫu em xe này, rất là gọn và xinh xắn. Cầu máy hộp số, khung saxi, khung gầm, mọi thứ đã được sơn phết và làm lại hết rồi, nên nhìn còn rất là ok và rất là tuyệt vời luôn em. Thùng với chiều dài thùng là 1,9 m, chiều ngang là 1,20 m và chiều cao là của cái bẩn là 290, sắt rất là dày, thùng là bằng sắt mà sắt rất là dày. Cabin thì ít một bọt, tại vì chủ cũ làm lại hết rồi, cho nên cabin bây giờ rất là liền lạc, nhìn xe rất là liền lạc và rất là ok, nhìn rất là vừa mắt luôn em. Mọi thứ đều rất là ổn với cái mẫu xe này, mua về chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm nha. Đó, tại vì chủ cũ làm lại hết rồi, anh em mua về chỉ việc là chạy thôi, chở hàng hóa thôi. Đó, xe này anh em mua về làm thùng lửng cũng được, xe ben nhưng mà mình mua về mình làm thùng lửng cũng được, chạy cũng khá là tuyệt vời, luồn lách trong những con đường hẻm hóc khá là ok luôn anh em. Đó, mọi thứ đều còn rất là ổn với cái mỗi xe Suzuki Ben này. Nếu anh em thích cái này thì cứ liên hệ trực tiếp mình thử để xem xe. Đó, nội thất rất là rộng rãi và thoải mái và rất là dễ chịu, thùng bọng lên xuống hạ ben cũng rất là êm ái với ti ben là hệ thống thủy lực nha. Đó, nên nâng hạ rất là dễ dàng và rất là cứng cáp. Đó, mọi thứ đều rất là ổn, sàn sắt rất là dày, khung saxi, mọi thứ đều bằng sắt nhưng mà rất là dày và cứng cáp, đàn nghe này dọc cũng bằng sắt và rất là dày đó. Thùng bông nhìn còn rất là được đúng không anh em đó. Đó, mọi thứ đều còn rất là ổn và rất là tuyệt vời với cái mẫu xe Suzuki sản xuất đời 2003 như thế này. Xe ben của tôi đã tự đổ anh em, xe ben sản xuất 2003, một chiếc xe Suzuki nồi đồng cối đá, dễ xài dễ sửa, phụ tùng thay thế cũng còn rất là nhiều. Anh em mua về có thể yên tâm hơn về phụ tùng thay thế cũng như là chất lượng của xe, máy móc, mọi thứ đều được sửa và đã được làm lại rất là ok hết rồi, tất cả mọi thứ luôn. Anh em thấy thùng sắt rất là dày luôn đó, hệ thống T-ben của nó này anh em, T-ben rất là lớn luôn, nâng hạ ben rất là dễ dàng và rất là thoải mái luôn đó, mọi thứ nè. Cái thùng còn rất là chắc chắn nha đó, nhìn cái thùng sàn và đàn nghe này dòng nhìn còn rất là chắc chắn và rất là cứng cáp luôn. Khung saxi cũng vậy nha anh em, cầu rất là lớn nè, khả năng cộng tải cũng khá là tuyệt vời với cái mẫu xe tải ben nhỏ gọn xinh xắn của Suzuki như thế này à, mọi thứ đều rất là ổn nha, từ hệ thống ben, cầu máy hộp số, khung saxi, vỏ lớp, đấy, mọi thứ đều rất là mượt mà, rất là liền lạc. Cái xe nhìn vô là thấy kết liền anh em, chỉ khoảng 65 triệu có thương lượng cho anh em mới đi xem xe và trải nghiệm dòng xe về mình. Một chiếc xe tải nhẹ gọn xinh xắn của Suzuki vô thành phố mà luồn lách những đường hẻm hóc khá là ok nha anh em. Một cái xe nồi đồng cối đá, nói chung là xe Suzuki thì nổi tiếng từ rất lâu rồi, vài chục năm rồi nè, cho nên thương hiệu đã ăn sâu vô tiềm thức của người dân Việt Nam rồi, cho nên những cái dòng xe Suzuki nhỏ gọn xinh xắn được rất ưa chuộng thị trường Việt Nam, tại vì dòng xe dễ xài dễ sửa và rất là gọn, rất là xinh xắn như thế này. Đấy, mọi thứ đều rất là ổn định với cái mẫu xe Suzuki. Thì bên mình là chuyên mua bán kinh doanh những cái mẫu xe tải cũ. Nếu anh em quý hàng của các bạn nhu cầu muốn tham khảo thêm thì có thể giúp mình đăng ký kênh, ủng hộ nút like cũng như là đón nhận những cái video tiếp theo của mình, cũng như là xem giá cả xe tải cũ cũng như là báo giá phù hợp và biết thêm nhiều mẫu mã xe tải cũ này có mặt trên thị trường, để khi mua xe mình có thể lựa chọn những cái dòng xe tải cũ phù hợp với nhu cầu vận tải bằng chuyên hóa của anh em với hàng của các bạn trong cái thời gian mà mình cần để xe để chạy hàng hóa kinh doanh phục vụ. Đó, một cái xe ben liền lạc từ đầu đến đuôi. Đó, rất là đẹp tuyệt vời đời 2003 nha anh em. Xe tải 5 tạ của dòng Suzuki thiết kế rất là gọn và xinh xắn, bình chủ cũ cũng mới thay, xe đề máy bình thường phà chạy rất là mượt, tại vì dòng máy xăng mà chạy cực kỳ êm luôn, và đây là sử dụng bình xăng con ga cơ không nên rất là dễ sửa chữa, dễ vận hành. Thì giá cả thì có thể thương lượng khi anh em đến đây xem xe và trải nghiệm xe bên mình. Cụm đèn pha halogen nhìn rất là to và rất là sáng nè, cản của nó này nè đó, thùng vỏ lớp nè, khung saxi, nhíp, cầu máy số, mọi thứ đều còn rất là mượt mà và rất là tuyệt vời với cái mẫu xe này. Đó, rất là gọn và xinh xắn, Suzuki đời 2003 nha anh em, 500 kg, xe ben, ô tô tải tự đổ. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video giới thiệu về cái mẫu xe tải cũ của mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá cũng như là cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ cho anh em quý hàng của bạn được tham khảo và biết thêm về nhiều mẫu xe tải cũ đang có mặt trên thị trường. Đến khi mình mua xe mình có thể lựa chọn những cái dòng xe ưng ý phù hợp với nhu cầu vận tải bằng chuyên hóa của anh em quý hàng của bạn. Cảm ơn anh em quý hàng của các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video giới thiệu cũng như là báo giá tiếp theo của mình về những cái mẫu xe tải cũ đang có mặt trên thị trường. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.